Máy bay Boeing hạ cánh khẩn cấp tại Brazil, nhiều hành khách bị gãy xương và va đập đầu. Tunisia, Libya nhất trí mở lại cửa khẩu Zazedia sau hơn 3 tháng. Vừa rồi là những thông tin nổi bật sẽ có trong cụm tin nhanh quốc tế ngày 2 tháng 7 của chúng tôi. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 1 tháng 7, một chuyến bay của hãng hàng không Air Europa Tây Ban Nha đã phải hạ cánh khẩn cấp ở Brazil sau khi tình trạng nhiễu động không khí mạnh khiến nhiều hành khách bị thương. Theo Europa, chiếc máy bay Boeing 787-9 Dreamliner của hãng này đã gặp tình trạng nhiễu loạn mạnh khi đang trong hành trình từ thủ đô Madrid của Tây Ban Nha đến thủ đô Montevideo của Uruguay. Ít nhất 40 người đã bị thương do sự cố này. Chuyến bay mang số hiệu UX045 này sau đó đã buộc phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Natal, đông bắc Brazil để xử lý tình huống. Các hành khách bị thương đã được đưa tới bệnh viện ở Natal để được chăm sóc y tế. Air Europa thông báo trên mạng xã hội cho biết, hành trình bay đến Montevideo của chúng tôi đã chuyển hướng đến Natal do gặp nhiễu động mạnh, máy bay đã hạ cánh an toàn và những hành khách bị thương với mức độ khác nhau đã được chăm sóc y tế. Một số hành khách bị gãy xương và đập đầu trong lúc hỗn loạn. Một người dùng mạng xã hội X được cho là có mặt trên chuyến bay đã đăng hình ảnh các tấm trần bị vỡ, đường ống và dây điện lộ ra ngoài. Máy bay bất ngờ mất ổn định và lao xuống. Những người không thắt dây an toàn đã bị bay lên không trung và đập đầu vào trần nhà khiến họ bị thương. Những người đã thắt dây an toàn thì không bị như vậy. Sau đó, máy bay của chúng tôi hạ cánh xuống Brazil vì đây là trường hợp khẩn cấp. Chúng tôi đã ở trên máy bay suốt 3 đến 4 giờ đồng hồ mà không thể di chuyển. Có những hành khách bị gãy xương và bị thương ở tay, mặt và chân. Có khoảng 30 người bị thương. Đó là một cảm giác khá kinh khủng. Chúng tôi đang nghĩ rằng mình sẽ chết ở đó. Nhưng tạ ơn Chúa, điều đó đã không xảy ra. Theo thông tin từ Air Europa, một máy bay khác đã được lên lịch khởi hành từ Madrid vào cuối ngày 1 tháng 7 để đón các hành khách và tiếp tục hành trình đến Uruguay. Các nhà khoa học nói rằng nhiễu động không khí mà radar không thể nhìn thấy được đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn do khủng hoảng khí hậu. Nghiên cứu của Đại học Reading đã chỉ ra rằng nhiệt độ cao hơn do khủng hoảng khí hậu đang dẫn đến sự gia tăng đáng kể tình trạng nhiễu động trên các chuyến bay xuyên Đại Tây Dương. Họ nhận thấy các sự cố nhiễu loạn nghiêm trọng đã tăng 55% từ năm 1979 đến năm 2020 do sự thay đổi vận tốc gió ở độ cao lớn. Mới đây, Bộ Nội vụ Tunisia cho biết biên giới giữa Tunisia và Libya tại cửa khẩu Ras Jedir ở phía đông nam Tunisia đã được mở trở lại hôm 1 tháng 7 sau hơn 3 tháng. Bộ này tuyên bố Bộ trưởng Nội vụ Tunisia Khaled Nouri và người đồng cấp Libya Emad Antarabensi đã giám sát việc mở lại cửa khẩu Ras Jedir cho khách du lịch. Trong buổi lễ được tổ chức tại cửa khẩu Ras Jedir, Bộ trưởng Tunisia nhấn mạnh mối quan hệ song phương lâu đời giữa Tunisia và Libya cũng như mối quan hệ sâu sắc đã đoàn kết hai dân tộc anh em. Ông Nouri chỉ ra rằng việc mở lại cửa khẩu sẽ phục vụ lợi ích chung giữa hai bên, đồng thời nhấn mạnh các biện pháp cần thiết đã được thực hiện để tạo điều kiện thuận lợi cho du khách qua lại. Về phần mình, Bộ trưởng Nội vụ Libya nhấn mạnh quyết tâm của Libya vượt qua mọi khó khăn để tiếp tục đưa du khách đi qua cửa khẩu này. Vào ngày 19 tháng 3 năm 2024, Bộ Nội vụ Libya tuyên bố đóng cửa khẩu biên giới Ras Jedir với Tunisia sau khi bị một nhóm tội phạm tấn công. Ras Jedir nằm cách thủ đô Tunis của Tunisia khoảng 600 km về phía đông nam. Đây được coi là một trong những cửa khẩu biên giới quan trọng nhất giữa hai nước này. Sau màn tranh luận đầu tiên giữa đương kim Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump, đã có rất nhiều tranh cãi xoay quanh màn thể hiện của Tổng thống Biden. Các đảng viên Dân chủ Mỹ và nhà tài trợ của họ đã thảo luận về khả năng đổi ứng viên Tổng thống trước Đại hội Đảng vào tháng 8. Tuy nhiên, mới đây, các lãnh đạo Đảng Dân chủ đã bác bỏ lời kêu gọi về việc lựa chọn một ứng cử viên Tổng thống trẻ hơn để thay thế ông Biden trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Georgia Raphael Warnock, một trong số thành viên Đảng Dân chủ được coi là có khả năng thay thế ông Biden, nói với đài NBC rằng hoàn toàn không có khả năng đó. Những cuộc tranh luận tồi tệ vẫn thường xảy ra. Tôi ủng hộ ông Joe Biden và nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo ông ấy sẽ về đích vào tháng 11. Lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries, người có thể trở thành Chủ tịch Hạ viện năm tới nếu đảng của ông giành quyền kiểm soát từ tay Đảng Cộng Hòa vào tháng 11, thừa nhận ông Biden đã hứng chịu thất bại nhưng thêm rằng đây chỉ là bước đệm cho sự trở lại. Theo ông Jeffries, hiện tại là thời điểm để chúng tôi trở lại.
Thượng nghị sĩ bang Delaware Chris Coons nói với đài ABC rằng Tổng thống Biden cần tiếp tục tham gia cuộc đua để đảm bảo ông Trump bị đánh bại. Theo ông Coons, ông Biden là thành viên duy nhất của Đảng Dân Chủ có thể đánh bại ông Donald Trump. Trong khi đó, một số thành viên khác của Đảng Dân Chủ vẫn để ngỏ khả năng chọn một ứng cử viên Tổng thống khác thay thế ông Biden. Nghị sĩ Jamie Raskin, một thành viên của Đảng Dân Chủ có tiếng nói quan trọng trong Quốc hội cho biết, các cuộc thảo luận rất trung thực, nghiêm túc và nghiêm ngặt về vấn đề này đang diễn ra trong nội bộ đảng. Theo nghị sĩ này, cho dù ông Biden là ứng cử viên hay người khác là ứng cử viên, ông Biden vẫn sẽ là diễn giả chính tại đại hội của Đảng Dân Chủ và sẽ là nhân vật mà Đảng Dân Chủ cùng ủng hộ để tiến về phía trước. Các cố vấn của Nhà Trắng tiết lộ với đài CNN rằng, các thành viên của gia đình Tổng thống Biden, bao gồm cả đệ nhất phu nhân Jill Biden, con trai Hunter Biden và các cháu của họ hôm 30 tháng 6 đã họp tại trại David theo kế hoạch trước đó và đề nghị ông Biden tiếp tục nỗ lực tái tranh cử. Theo một cố vấn Nhà Trắng, gia đình của Tổng thống Biden rõ ràng cảm thấy thất vọng với đội ngũ phụ trách việc chuẩn bị cho ông Biden trước cuộc so tài hùng biện trên truyền hình với ông Trump vào tối 27 tháng 6 theo giờ Mỹ. Tại cuộc tụ họp cuối tuần qua, họ thậm chí đã thảo luận về việc liệu có nên sa thải bất kỳ cố vấn hàng đầu nào của ông Biden cũng như thay đổi nhân sự cho chiến dịch vận động tái tranh cử của ông hay không. Tuy nhiên, ông Biden nổi tiếng là người thích sự trung thành, chuyên bảo vệ các cố vấn thân cận và không thích sa thải các trợ lý. Tính đến ngày 1 tháng 7, có vẻ như không có bất kỳ thay đổi lớn nào về nhân sự sắp diễn ra. Trước đó, làn sóng kêu gọi ông Biden rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng đã nổi lên sau cuộc tranh luận kịch tính giữa ông Biden và ông Trump. Trong cuộc tranh luận, Tổng thống Biden với giọng khàn, yếu ớt, bị cho là có phần thể hiện run rẩy, ngập ngừng và nhiều lần nói vấp. Một số thành viên Đảng Dân Chủ sau đó thừa nhận cuộc tranh luận có thể là một yếu tố khiến đảng này thất bại trong cuộc bầu cử năm nay. Trong diễn biến khác, dù sau màn tranh luận với đối thủ Đảng Cộng Hòa là cựu Tổng thống Donald Trump nhận về những phản ứng trái chiều, Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn hút được thêm hàng chục triệu đô la Mỹ tiền tài trợ cho chiến dịch tranh cử của mình. Theo tờ The Hill đưa tin, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden đã có thêm 33 triệu đô la Mỹ kể từ sau cuộc tranh luận với cựu Tổng thống Donald Trump vào tuần trước, bất chấp màn thể hiện của ông chủ Nhà Trắng chưa thuyết phục được một số cử tri. Trong một thông báo phát đi ngày 30 tháng 6, một quan chức chiến dịch tranh cử của ông Biden nói rằng ông đã gây quỹ được thêm 33 triệu đô la Mỹ kể từ cuộc tranh luận hôm 27 tháng 6, bao gồm 26 triệu đô la Mỹ từ các khoản đóng góp nhỏ của cử tri. Sau sự kiện trên, một số đảng viên Dân Chủ đã bày tỏ sự lo ngại về tình hình sức khỏe của ông Biden khi ông tranh luận với chất giọng khàn do bị ốm, không thể hoàn thành một số câu trả lời, đôi lúc nói sai một số dữ liệu. Tuy nhiên, chiến dịch của ông Biden tuyên bố gần một nửa số tiền quyên góp trong những ngày qua đến từ nhà tài trợ nhỏ quyên góp lần đầu trong mùa bầu cử năm 2024. Phía chiến dịch tranh cử của ông Biden đồng thời tuyên bố ngày 27 tháng 6 là ngày gây quỹ cấp cơ sở tốt nhất của họ từ trước đến nay, trong khi ngày 28 tháng 6 là ngày tốt thứ hai. Quan chức này cho biết họ nhận được nhiều khoản quyên góp định kỳ hơn vào thời điểm này trong mùa bầu cử năm 2024 so với cùng thời điểm năm 2020. Yếu tố được xem là chỉ số chính cho thấy tính bền vững của hoạt động gây quỹ. Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của ông Trump tiết lộ đã huy động được 8 triệu đô la Mỹ vào ngày 27 tháng 6.